Chiều ngày 28 tháng 5, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đã đi kiểm tra một số chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh và khu ký túc xá dành cho công nhân, lao động ngoại tỉnh tại thành phố Phúc Yên. Cùng đi có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra chốt kiểm soát dịch bệnh tại đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, điểm chốt tại cầu Xuân Phương, phường Phúc Thắng và đèo Nhe thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Tại ba chốt trên, lực lượng công an phối hợp với quân sự, y tế, thanh tra giao thông tổ chức 3 kiếp trực một ngày, thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát người, phương tiện ra vào tỉnh để phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt khắc phục khó khăn thời tiết khắc nghiệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tất cả vì nhiệm vụ chung, phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra khu ký túc xá dành cho công nhân lao động ngoại tỉnh được thành phố Phúc Yên trưng tập của trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại cơ sở 3 tại phường Nam Viêm. Khu ký túc xá có quy mô 300 giường, đáp ứng nơi sinh hoạt cho 600 công nhân ngoại tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố Phúc Yên tiếp tục bố trí lực lượng phục vụ tại ký túc xá, tuyên truyền vận động công nhân lao động ở lại ký túc xá để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục bố trí lực lượng cho các chốt kiểm soát dịch bệnh, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên. Ngoài các chế độ chính sách đã hưởng theo quy định, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm tiền ăn 100.000 đồng một người một ngày cho lực lượng cắm chốt. Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện phục vụ hậu cần cho các chốt kiểm soát dịch bệnh, mỗi chốt 2 đoàn viên thanh niên để lực lượng yên tâm làm nhiệm vụ. Với một số chốt kiểm soát dịch bệnh tại các vị trí đặc thù, cần quan tâm bố trí cơ sở vật chất, các điều kiện sinh hoạt cho lực lượng cắm chốt. Bên cạnh đó, tăng cường xã hội hóa, vận động nhân dân tham gia hỗ trợ hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Công an tỉnh phối hợp với kênh VOV Giao thông thông tin đến các chủ xe nắm rõ những quy định phòng chống dịch của tỉnh đối với lái xe, phương tiện để chủ động tham gia giao thông, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình công nhân ra vào tỉnh để chủ động các phương án phòng chống dịch, cũng như đảm bảo lực lượng lao động để các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với sản xuất, kinh doanh là hai nhiệm vụ song song được các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh duy trì triển khai thực hiện. Mặc dù thời gian qua, chi phí vận chuyển hàng hóa cũng như hoạt động xuất khẩu giày của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Vĩnh Thịnh, xã Kim Long, huyện Tam Dương gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Song kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn rất khả quan với hơn 1,2 triệu đôi giày thành phẩm từ đầu năm đến nay, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với việc duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp cũng đang tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, quản lý và giám sát chặt chẽ việc đi lại của các chuyên gia, người lao động nước ngoài đang làm việc tại công ty. Thì công ty cũng có thành lập một cái ban chỉ đạo về phòng chống dịch để làm sao luôn luôn là phối hợp chặt chẽ với các cái quy định, các thông tư, chỉ thị của chính phủ và của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để làm sao đảm bảo cái công tác phòng chống dịch, không tránh cái tình trạng là phải dừng chuyển sản xuất để mà hoặc là tình trạng lây nhiễm bệnh ở trong công ty. Và ngoài ra thì chúng tôi vẫn phải đưa kế hoạch sản xuất, bởi vì đơn hàng của chúng tôi thường là nhận trước thời điểm bùng dịch là tầm 4 tháng, nên là đơn hàng thì vẫn luôn luôn phải đồng hành với cả nhà máy và chúng tôi vẫn phải cố gắng thực hiện và khắc phục. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua của doanh nghiệp có chịu tác động không nhỏ bởi dịch COVID-19, một số công nhân lao động phải cách ly y tế tại nhà dẫn đến thiếu hụt lao động tại các dây chuyền sản xuất. Song công ty cổ phần giày Vĩnh Yên đã sắp xếp bố trí nhân lực hợp lý nhất, không có công nhân phải nghỉ việc. Sản lượng sản xuất của công ty tính từ đầu năm đến nay đạt khoảng 500.000 đôi giày. Doanh nghiệp cũng đã nhận các đơn hàng đảm bảo việc làm cho người lao động duy trì đến tháng 8. Đến thời điểm này thì về kế hoạch sản xuất cũng như là đơn hàng thì công ty vẫn nhận được đầy đủ và đáp ứng được cái nhu cầu cũng như điều kiện của sản xuất của đơn vị. Bây giờ phụ thuộc vào cái khả năng khống chế quản lý dịch bệnh của đất nước và cũng như tình hình của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ xây dựng các chiến lược cũng như là các phương án cho phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện nay, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát. Cùng với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh áp dụng triển khai thực hiện nghiêm các quy định phòng ngừa dịch COVID-19, bảo vệ thành quả chống dịch, ổn định sản xuất kinh doanh và đảm bảo việc làm cho người lao động.
Sau đây là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Vĩnh Phúc. Tổng số ca bình phục trên nhiễm từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2021, 0 trên 89. Ca nhiễm 89, số ca nghi nhiễm 1, tổng số người được theo dõi giám sát 63.418, tổng số tiếp xúc vòng 1 3.314, tổng số tiếp xúc vòng 2 32.220, tổng số tiếp xúc vòng 3 27.884, tổng số mẫu xét nghiệm 211.560. Giám sát cộng đồng, thông tin chi tiết về các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm, cách ly, cảnh báo theo địa bàn. Thành phố Vĩnh Yên, số nhiễm 14, nghi nhiễm 0, bình phục 0. Thành phố Phúc Yên, số nhiễm 48, nghi nhiễm 0, bình phục 0. Huyện Bình Xuyên, số nhiễm 8, nghi nhiễm 0, bình phục 0. Huyện Lập Thạch, số nhiễm 7, nghi nhiễm 0, bình phục 0. Huyện Sông Lô, số nhiễm 1, nghi nhiễm 0, bình phục 0. Huyện Tam Dương, số nhiễm 0, nghi nhiễm 0, bình phục 0. Huyện Tam Đảo, số nhiễm 0, nghi nhiễm 0, bình phục 0. Huyện Yên Lạc, số nhiễm 7, nghi nhiễm 1, bình phục 0. Huyện Vĩnh Tường, số nhiễm 4, nghi nhiễm 0, bình phục 0. Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19? Tự cách ly 14 ngày. Hạn chế đi ra ngoài, tránh tiếp xúc người khác, đeo khẩu trang, rửa tay xà phòng, súc miệng, nhỏ mắt, tăng sức đề kháng. Gọi điện đến cơ sở y tế khi sốt, ho, đau đầu, khó thở. Quy trình các bước rửa tay của Bộ Y tế. Bơm 3-5ml dung dịch vào lòng bàn tay. Bước 1, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2, chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại. Bước 3, chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay vào các kẽ tay. Bước 4, chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia. Bước 5, chà ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 6, chà các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Từ bước 1 đến bước 6, thực hiện mỗi bước 5 lần, làm ướt tay trước khi sử dụng, rửa lại tay bằng nước sạch và lau khô.